2 tháng đầu năm 2024, sản lượng đánh bắt ở Quảng Trị đạt gần 3.800 tấn thủy hải sản các loại, tăng hơn 170% so với cùng kỳ năm 2023. Đã vào cuối vụ cá bắc, nhưng do thời tiết thuận lợi nên ngư dân Quảng Trị vẫn trúng lớn nhiều mẻ cá. Bên cạnh ngư dân đánh bắt xa và trung bờ, nhiều ngư dân ven biển bãi ngang Quảng Trị cũng đánh trúng nhiều loài thủy hải sản, đặc biệt là ruốc biển.